Để phục, anh bác sĩ từ chối nhận phong bì suốt bao năm làm nghề, nhưng cái bị ép nhận đều giữ lại rồi đem đi làm từ thiện. Nguyên văn chia sẻ của một tài khoản trên mạng xã hội chuyên làm bữa cơm 1.000 cho những người khó khăn như sau. Hôm nay có gặp một anh bác sĩ, anh chia sẻ, ngày xưa anh yêu trẻ con lắm và muốn làm bác sĩ nhi để giúp cho tụi nhỏ. Nhưng rồi nhìn chúng ốm bệnh rồi mất, anh lại không kìm lòng được nên chuyển sang học đa khoa. Giờ thì anh đang làm bác sĩ tim mạch của một bệnh viện lớn, nhưng phải lo cuộc sống, cơm áo gạo tiền nên cũng chưa làm được điều đó. Anh mong có thời gian rảnh như em. Em biết là làm bác sĩ thì chuyện phong bì nó rất là bình thường, nhưng anh không bao giờ nhận. Tuy vậy vẫn không tránh được có những lúc bệnh nhân tìm đủ mọi cách để lại. Và trong một năm nay, tất cả những cái anh bị ép nhận, anh đều để ở đây, chưa bóc và cũng không biết bao nhiêu. Anh gửi hết cho em để em nấu cơm giúp cho các bé ung thư. Cảm ơn em và mọi người ở tiệm cơm 1.000 đồng. Em về hỉ hụi bóc ra thì có 7.800.000 anh nhé. Em thay mặt các con cũng như những bệnh nhân của anh, cảm ơn tấm lòng của anh. Chia sẻ này quả thực làm chúng ta cảm thấy ấm lòng trong những ngày cuối năm giá rét. Đâu đó vẫn còn rất nhiều con người với tấm lòng trong sạch thiện lương đến vậy. Chúc cho các lương y luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành với nghề, cứu chữa được nhiều bệnh nhân.